trường hợp đấy thì nên tránh xa ra. Vì người ta nhà người ta như thế rồi mình về mình làm sao được? Vui mà. Nó ở không vui mà. Cái bọn điên ấy, thì đã dính vào nó là không rút được ra. Nói nó không phải đơn giản. Nó có làm chủ được. Nó có cái tính cách nó buồn cười lắm. Nó có làm chủ được riêng ai trong nhà ấy. Bây giờ cô nói này. Riêng ai trong nhà ấy là ông biết cụ tỷ biết hết. Mẹ nó thì là họ ăn mẹ con ai ăn đâu. Đi đâu nó trông này kia nó bảo ngẩn ngơ. Ông ơi, anh biết ra về chưa? Ông trong đây bị ta đánh phải. May cho 4.000 ngày đấy ạ. 4.000 ngày thôi đấy. Nó u bằng não, nó xong là con với ông Ngo xử lý cho. Nó u to lắm, hồi đấy là tưởng là ở dưới Quảng Yên này chẩn đoán là chẩn đoán là chết, đó, không làm gì được. Lên thì con với ông Ngo xử lý cho là ngon lành. Thế còn tính cách của nó hơi chập chẽng thì là ui giời, nó chập nặng rồi. Mẹ nó là bảo nên là rách việc lắm. Người ta tìm cách